gói âm thanh 4 way đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Điểm nhấn của combo này chính là con loa siêu chép đến từ thương hiệu Stax Italia. Con loa siêu chép này tần số có thể lên tới 50 kHz. Thông thường là các cái loa chép của các cái combo âm thanh thông thường tần số lên đến 20 hoặc là 25 kHz thôi. Tuy nhiên con siêu chép này của Stax lên đến 50 kHz, có nghĩa là nó mở rộng cái trường âm ra rất nhiều. Nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ cảm nhận được những cái âm thanh rất là khác biệt so với những cái loa thông thường. Chúng ta nhìn thấy là cái thiết kế của con siêu chép này cũng rất là đặc biệt, và cái nam châm từ neo rất là xịn sò. Cấu hình loa 3 way còn lại đến từ thương hiệu Audiofocal của Đức với mã cao cấp là HL. Chúng ta đều biết là cái mã HL đến từ thương hiệu Audiofocal là một cái thương hiệu mà đã giành 5 trên 11 chức vô địch trong cuộc thi âm thanh xe hơi châu Á 2023 vừa rồi. Và để kéo cho cái hệ thống loa này chính là một con âm ly tích hợp DSP rất là xịn sò và rất hot trên thị trường hiện nay đến từ hãng Stax của Italia. Con âm ly này có tới 10 kênh DSP và 8 kênh công suất để kéo cho hệ thống loa. Và với cặp loa bass thì sẽ được bổ sung thêm một con âm ly CCI2 đến từ thương hiệu DLS của Thụy Điển và được thiết kế bởi một cái kỹ sư rất nổi tiếng của châu Âu là Graham Taylor. Như vậy là với một cái cấu hình loa 4 quay duy nhất tại Việt Nam hiện nay thì sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm về âm thanh rất là khác biệt so với các cấu hình 3 quay hay 2 quay thông thường khác. Và trong cấu hình này đã được ghép nối từ những cái thiết bị rất cao cấp đến từ hãng Audiofocal của Đức, Stax của Italia và DLS của Thụy Điển, cho ta một cái sự kết hợp tuyệt vời và chất lượng âm thanh hoàn hảo.